Thưa quý vị, trong một dấu hiệu cho thấy sức mạnh quân sự của Nga đã suy yếu như thế nào thì hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga, đồ đốc Kuznetsov đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức có thể dễ dàng mua một chiếc thay thế hơn là sửa chữa nó. Với điều đó, một chính trị gia ở nước này đã gợi ý làm như vậy bằng cách mua một hàng không mẫu hạm gia Liên Xô thiết kế đã được bán cho Trung Quốc 25 năm về trước. Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov chưa bao giờ gặp may mắn ra mắt vào năm 1985, con tàu 60.000 tấn đã bị hỏng động cơ. Nhiều vụ cháy và tai nạn xưởng đóng tàu kỳ lạ. Năm 2012, nó phải được một tàu kéo kéo về cảng sau khi mất động cơ đẩy ngoài khơi bờ biển Pháp. Được chuẩn bị để đại tu từ năm 2017, Kuznetsov đã bị hư hại vào năm 2018. Do một cần cẩu xưởng đóng tàu rơi xuống để lại một lỗ hỏng rộng 200 phút vuông trên bon đáp của nó tiếp theo là vào tháng 12 năm 2019, bởi một trận hỏa hoạn lớn giết chết ít nhất một người khi con tàu đang được tái trang bị ở Murmansk. Gần đây nhất, một vụ hỏa hoạn vào tháng trước đã gây ra thiệt hại mà chính phủ Nga gọi là thiệt hại nhỏ. Truyền thông Ukraine đưa tin Kuznetsov hiện đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức không thể tự di chuyển, cũng không thể kéo được vì con tàu có thể bị lật. Khi các đội lặn kiểm tra thân tàu, người ta phát hiện ra rằng các cấu trúc kim loại bên dưới bon thứ ba đã bị ăn mòn đáng kể. RBC Ukraine cho biết, các khoang chứa hoàn toàn chứa đầy nước bùng nên không thể kiểm tra chi tiết con tàu từ bên trong. Trong trường hợp tốt nhất, hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga dường như khó có thể hoạt động trở lại vào năm 2024, đã chậm hơn vài năm so với kế hoạch. Trong khi đó, Sergei Korganov, một nhà lập pháp Nga, thành viên của Ủy ban Viễn Đông và Bắc Cực của Duma, đã đề xuất một giải pháp mới, mua hàng không mẫu hạm Varyag của Liên Xô cũ từ Trung Quốc. Varyag là một con tàu chị em với đô đốc Kuznetsov, vẫn đang được chế tạo khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, khi các tàu của hạm đội biển đen của Liên Xô bị chia cắt giữa Nga và Ukraine. Người Ukraine đã sở hữu Variak. Ukraine sau đó đã bán con tàu chưa hoàn thiện với giá 20 triệu USD cho một người mua Trung Quốc. Người này tuyên bố rằng nó sẽ được chuyển đổi thành một sòng bạc nổi. Sau khi suýt chìm khi được kéo về Trung Quốc, Variak cuối cùng được đưa vào một xưởng đóng tàu hải quân, nơi nó được trang bị cho nhiệm vụ ban đầu. Nó trở thành Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Được đưa vào hoạt động năm 2012, Liêu Ninh hiện có một phi đội gồm 40 máy bay phản lực và trực thăng. Kết hợp câu chuyện kỳ lạ, Liêu Ninh mang theo máy bay chiến đấu J-15, một bản sao không có giấy phép của Trung Quốc, từ máy bay phản lực Su-33 của Nga. Trung Quốc đã mua một nguyên mẫu Su-33 từ Ukraine và sau đó thiết kế ngược để phát triển J-15. Nói một cách công bằng, các bản sao của Trung Quốc có thói quen bị hỏng, điều mà truyền thông Nga đã vui vẻ chỉ ra. Tuy nhiên, Liêu Ninh là hạt nhân cho hạm đội hàng không mẫu hạm mới nổi của Trung Quốc. Hải quân nước này đã đưa vào hoạt động chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai. Chiếc sơn đông 60.000 tấn được đóng tại Trung Quốc vào năm 2019. Tiếp theo là hàng không mẫu hạm tự thiết kế nội địa đầu tiên của Trung Quốc, Phu Chan, hạ thủy vào năm 2022, phúc kiến nặng 80.000 tấn, có kích thước và khả năng gần hơn các hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Với việc Trung Quốc đang rất cần các phi công có trình độ chuyên môn về hàng không mẫu hạm, cho những gì cuối cùng có thể trở thành một hạm đội gồm nửa tá hàng không mẫu hạm, thì Liêu Ninh bị dán xuống vai trò là một tàu huấn luyện. Kaganov, một thành viên của đảng Dân Chủ tự do cánh hữu của Nga, gợi ý rằng nếu đất nước của ông mua lại Liêu Ninh, nó nên được đổi tên theo tên của lãnh đạo đảng Vladimir Zhirinovsky và đặt làm soái hạm mới của hạm đội Biển Đen. Có lẽ Kaganov đang chế giễu sự suy giảm quân sự của Nga, nhưng ý tưởng của ông không hề ngông cuồng hơn việc Nga mua bất kỳ hàng không mẫu hạm nào khác trong lịch sử, nga là một cường quốc lục địa với sức mạnh là quân đội hung hậu, trung quốc cũng vậy. liên xô đã chế tạo các tàu chở máy bay, nhưng vai trò của chúng khác với các hàng không mẫu hạm của hải quân hoa kỳ. thách thức của nga hiện nay không phải là triển khai lực lượng không quân hải quân vào địa trung hải hay thái bình dương, đó là đánh bại ukraine, hoặc ít nhất là ngăn chặn các cuộc phản công dữ dội của ukraine. sức mạnh không quân và hải quân của nga đã tỏ ra vô dụng trong cuộc chiến ở ukraine các máy bay phản lực của nước này chủ yếu chỉ tập trung vào các cuộc tấn công tầm xa và các tàu chiến của nước này đã ít hoạt động hơn kể từ sau vụ đánh chìm tàu Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen. Một hàng không mẫu hạm 40 tuổi ở Biển Đen sẽ không mang lại nhiều giá trị. Số tiền này sẽ tốt hơn nếu được chi cho hỏa tiễn và máy bay không người lái mới. Những thứ đã chứng tỏ hiệu quả trong việc bắn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine đã hơi muộn để Nga trở thành cường quốc hàng không mẫu hạm không cần đau to búa lớn cũng chẳng cần phải giống trống khua chiên rằng ta đây là lực lượng hạng hai thế giới hay sở hữu nền quốc phòng đi trước thế giới 20 năm. Quốc gia nhỏ bé nhưng kiên cường và khiêm tốn Ukraine đã khiến chính quyền Liên bang Nga bắt đầu tăng cường phòng không cho Moscow vì các máy bay không người lái mới nhất của mình. Đã có báo cáo rằng các hệ thống phòng không bổ sung đang được triển khai rồng rộ ở khu vực Moscow. Sau những lần đầu tiên UAV của Ukraine đến Ryazan và Engels, Nga sợ máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có thể bay 1.000 km và tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Âu của Nga. Tại Moscow, việc xây dựng các địa điểm lắp đặt hệ thống phòng không và trung tâm điều khiển đã bắt đầu. Hầu hết, chúng nằm ở quận Nội Thành, ở phía nam và đông nam của khu vực Moscow. Nhưng các triển khai mới đã xuất hiện trong thành phố. Hình ảnh xuất hiện cho thấy các sư đoàn phòng không được triển khai trong các lĩnh vực thử nghiệm của Học viện Nông nghiệp Temirayazev gần Voikovskaya ở Sokolniki và Luzhny Ostrov. Lý do lo ngại về an ninh của thủ đô là các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, một sân bay quân sự ở vùng Kaluga, căn cứ không quân Dyrgyelivo gần Ryazan và sân bay Engels ở vùng Saratov đã bị tấn công. Hậu quả của những cuộc tấn công này là một số máy bay chiến lược đã bị hư hại và các kho nhiên liệu bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Tu-141, Stress, Hiện đại hóa của Liên Xô với tầm hoạt động lên tới 630 km cho các cuộc tấn công. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Hải quân Anh tự tin rằng Ukraine đã phát triển các máy bay không người lái nguyên bản mới. Điều này đã được các quan chức ở Ukraine xác nhận vào tháng 12. Máy bay không người lái mới có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới hàng nghìn km và có trọng lượng chiến đấu lên tới 75 kg. Với phạm vi và sức mạnh như vậy, Kiev có thể tấn công hầu hết mọi mục tiêu ở khu vực Trung Âu của Nga và thậm chí cả Moscow có thông tin cho rằng máy bay không người lái kamikaze tầm xa do Ukraine sản xuất sẽ có khả năng quay trở lại, nghĩa là nó có thể được sử dụng nhiều lần. tờ New York Times trước đó lưu ý rằng các cuộc tấn công vào Engels và Diaghilev báo hiệu Ukraine sẵn sàng chiến đấu với các căn cứ phía sau phòng tuyến của Nga, làm tăng nguy cơ trong cuộc chiến và lần đầu tiên chứng tỏ khả năng tấn công ở khoảng cách xa như vậy của Ukraine. Người nga đã mắc một sai lầm chết người gần bắn mút. Sau đó, quân đội Ukraine đã tiếp cận được các cuộc đàm phán bí mật của quân chiếm đóng. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp cận được các cuộc đàm phán bí mật của quân đội Nga gần Bắc Mút, chặn các mệnh lệnh của họ trên không trong 9 ngày. Trong giai đoạn này, quân Nga bị tổn thất nặng nề và chỉ sau hơn một tuần, họ đã đoán được việc phản xạ lại đài phát thanh của mình. Hóa ra, đơn vị K-2 của lữ đoàn cơ giới 54 đã tiêu diệt nhóm tấn công của Nga và nhận thấy rằng một trong những người lính Nga đã đánh mất một đài phát thanh được mã hóa. Sau đó, các chiến binh của Ukraine đã gửi một máy bay không người lái sử dụng gọng kìm đặc biệt, đã bắt được đài phát thanh và đưa nó đến quân đội Ukraine. Do đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã lắng nghe các cuộc đàm phán của người Nga về các cuộc tấn công của họ trong suốt 9 ngày. Mỗi ngày đều bị quân đội Ukraine phục kích trong 9 ngày, người Nga không nghĩ đến việc nối lại kết nối mà không tự bảo vệ mình khỏi bị nghe lén. Trên phần mặt trận này, quân đội Nga đang chiến đấu với lực lượng của Wagner PMC. Đổi lại, một trong những quân đội Ukraine lưu ý rằng người Nga đã chết trên khu vực này của mặt trận ở quy mô công nghiệp và chịu tổn thất to lớn. Nhà phân tích quân sự người Ý Thomas Tanner trên trang của mình trên mạng xã hội Twitter nói rằng người Nga đã bị lực lượng vũ trang Ukraine phục kích hết lần này đến lần khác kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã lựa chọn đại post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an thảo viên xin kính chào và hẹn gặp lại